Ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố thành tựu hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng y học giữa Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutriCare và Viện Dinh dưỡng y học NutriCare Hoa Kỳ NMNI USA. Từ tháng 7 năm 2023, NutriCare hợp tác cùng NMNI USA nhằm ứng dụng thành quả khoa học dinh dưỡng quốc tế, mang đến những giải pháp dinh dưỡng y học chất lượng cao, chuẩn Hoa Kỳ, phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Và sau một năm đã cho ra mắt các sản phẩm dinh dưỡng góp phần cải thiện sức khỏe cho trẻ em và người lớn tuổi. Nổi bật là giải pháp cho trẻ tiêu hóa khỏe, Metacare OPT, hay các giải pháp đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng đề kháng, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp như Colocare 24 giờ, hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng như NutriCare Color 24 giờ Grow Plus, hỗ trợ trẻ tăng chiều cao sau 2 tháng NutriCare Smarta Grow, hỗ trợ trẻ tăng cân sau 1 tháng Honey Kit. Bên cạnh đó là các giải pháp dinh dưỡng cho người lớn tuổi, gồm NutriCare Gold, NutriCare Boni, hay Glucare Gold. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, NMNI USA và NutriCare cũng đã thông qua kế hoạch hành động của giai đoạn tới. NutriCare cũng đã cùng báo Sức khỏe và Đời sống công bố chương trình hợp tác chiến lược 80.000 ly sữa dinh dưỡng dành tặng bệnh nhi ung thư năm thứ 2 tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội và Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh.